Để ủng hộ kênh Thư viện Lập trình, các bạn đừng quên bấm đăng ký và bấm vào cái hình cái chuông này để bật thông báo mỗi khi kênh Thư viện Lập trình có post thêm một cái video gì mới. Cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Thư viện Lập trình trong chủ đề lập trình và thiết kế website từ A tới Z. Đây là phần BFB, bài học số 4 của phần BFB. Thì trong nội dung số 4 này, tôi sẽ giới thiệu vài cái cơ bản liên quan tới chuỗi và xử lý chuỗi. Đầu tiên tôi sẽ giới thiệu sơ một chút về các vấn đề về nhu cầu xử lý chuỗi. Thì như các bạn biết đó là BFB là một ngôn ngữ lập trình web. Thì lập trình web cơ bản là các bạn lập trình và thiết kế kiểu gì đó lại ra được cái output cuối cùng của chúng ta là những cái thẻ HTML, cái CSS, JavaScript. Thì bản chất chúng cũng chỉ là những cái chuỗi mà thôi. Thành ra nhu cầu liên quan tới xử lý chuỗi nó rất là lớn. Hơn nữa là thường thường là người ta lập trình các trang web PHP thì nó khỏi tách biệt ra những cái code liên quan tới giao diện và code liên quan tới PHP, chứ không có trộn lẫn như 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 như, như cái cách mà PHP nó cho phép. Mặc dù PHP cho phép trong file PHP nó có cả HTML, có cả CSS, có cả JavaScript và có cả code PHP trong đó, nhưng mà chúng ta thường thường là lập trình theo những cái mô hình như là MVC hay chẳng hạn, thì những cái mô hình như vậy là nó tách biệt code với lại giao diện và từ cái model ra hết. Thì khi tách ra thì nó sẽ tách như thế nào? Ví dụ chúng ta lưu những cái file giao diện thành những cái file HTML, rồi trong PHP sẽ đọc những file đó lên thành những cái chuỗi, và sau đó chúng ta sẽ tìm kiếm và xử lý chuỗi trong đó. Thì thành ra là nhu cầu về xử lý chuỗi rất là nhiều. Ở đây tôi có thể liệt kê ra một số cái như các bạn nhìn thấy, như là chúng ta có nhu cầu về tìm kiếm chuỗi bên trong chuỗi nè, chúng ta cắt chuỗi, tách chuỗi, điếm chữ, điếm điếm chữ và điếm ký tự nó khác nhau nha. Đấy. Rồi thay thế chuỗi chẳng hạn. Đấy. Thì là một số nhu cầu cơ bản như vậy. Thì với lý do là thật ra là về xử lý chuỗi thì BFB nó có rất là nhiều hàm định nghĩa sẵn. Ở đây tôi sẽ chỉ giới thiệu với các bạn một số hàm, và những cái hàm này nó được sử dụng phổ biến, vô cùng phổ biến. Đó là nó nhắm tập trung vào những cái nhu cầu mà tôi liệt kê ra ở đây. Đấy, thành ra thường thường ở trong những cái mà tôi liệt kê ra nó đã đủ nhu cầu để cho các bạn xử lý nhưng gần như hầu hết các cái vấn đề mà các bạn gặp phải rồi, thì chỉ tùy thôi. Nhưng mà khi các bạn xài năng cao lên, các bạn có thể tra cứu trên cái BP Total hoặc là cái reference của nó, thì nó sẽ liệt kê ra tất cả những cái hàm định nghĩa sẵn của cái phần xử lý chuỗi này. Bây giờ chúng ta đi ngay vào trong một số cái hàm của BFB về xử lý chuỗi. Thì đầu tiên là cái hàm STG len. Thì cái chữ len là viết tắt của chữ len thêm chữ GTH vô, tức là độ dài. Đây là hàm đếm độ dài. Và độ dài đây là tính bằng ký tự nha các bạn, chứ không phải là từ chữ. Thành ra hàm này là hàm đếm và trả về số ký tự của chuỗi. Như các bạn nhìn thấy cái đoạn code dưới đây, chúng ta có cái biến A là bằng cái chuỗi là thư viện lập trình. Rồi, chúng ta có cái biến B. Nó chính biến B này sẽ gọi cái hàm str và đưa biến A vào trong đây. Như vậy thì B này sẽ chứa với giá trị chính là cái độ dài của cái chuỗi A. Độ dài đây chính là ký tự nha các bạn. Thì các bạn đếm có bao nhiêu ký tự nó sẽ thì B nó sẽ có ở đó. Bây giờ chúng ta vừa làm, chúng ta vừa có thử luôn, tại vì phần này liên quan tới code rồi, chúng ta vừa làm chúng ta vừa có thử luôn. Đây tôi nhập nhập lại nè, thư viện lập trình. Đấy. Còn có biến B là hàm là str len rồi của cái biến A. Rồi chỉ vậy thôi. Rồi chúng ta sẽ ở đây nó là h rồi, ok. A có B ký tự. Rồi chúng ta chạy thử. Đấy, thư viện lập trình có 24 ký tự. Là các bạn đếm từng chữ nó bao gồm luôn bốn cái khoảng trắng này sẽ là 24 ký tự. Rồi, như vậy thôi. Tiếp theo là cái hàm thứ hai là hàm str word count. Thì word đây là cái chữ. Thì cái hàm này nó có nghĩa là đếm và trả về số chữ. Đấy, nó khác với cái hàm str len, nó hay đếm và trả về số chữ. Và các bạn cái cách sử dụng nó y như cái hàm str len. Thành ra chúng ta cũng sẽ có thử luôn. Thay vì str len chúng ta sẽ sử str, đây là gạch dưới word count. Notepad cộng cộng thì nó cũng hiểu, nó cũng nhớ một số cái hàm có sẵn này. Đây mà nó gợi nhớ cho các bạn. Rồi chúng ta chạy thử, có 7 chữ. Tại sao nó lại định nghĩa 7 chữ ta? 1 2 3, ở đây mình chỉ có 4 chữ thôi. 4 5 6 7 nó tính luôn cái nó bao nó không bỏ ra cái khoảng trắng này.
Rồi, 1, 2, 3, 4, 4 chữ và mấy cái khoảng trắng. 4 chữ và 3 khoảng trắng và nó tính là 7 chữ. Ừ. Để cái hàm này từ tính ra cái hàm này nó hoạt động cũng không ok lắm nha các bạn. Tại vì nếu mà hiểu khoảng trắng là một chữ là cảm thấy nó sai sai rồi. Rồi, tiếp theo là hàm đảo ngược. Cái từ này, cái từ vì này là viết tắt của từ revert. STR là trinh, trinh revert. Rồi nó đảo ngược lại thôi. Các bạn hiểu nó đảo ngược lại. Đây là STR revert cho các bạn xem đây. Revert. Đấy. À, lần này từ đây tôi sẽ in hai chuỗi tách biệt nha. B. Rồi, chúng ta xem thử. Do nó đề kỳ vạch lại nó dính vào Unicode đó các bạn. Các bạn phải xử lý thông qua một số Unicode nữa. Do chúng ta viết là viết bằng tiếng Việt nha. Con Unicode cho nên là hàm nó sẽ bị hiểu lầm. Giờ chúng ta viết chữ thư viện lập trình đi cho nó dễ. Đấy các bạn thấy đây nó sẽ viết ngược lại là TLVT. Đấy, ý là nó đảo ngược cái chuỗi lại. Còn cái vấn đề Unicode thì từ từ vào những cái phần chuyên sâu vào trong chuỗi thì tôi sẽ nhắc lại. Rồi. Cái hàm tiếp theo là hàm chúng ta dùng để tìm kiếm chuỗi bên trong chuỗi chính là hàm str post. Post đây là viết tắt cái từ position tức là vị trí. Tìm đây là tìm vị trí của một chuỗi xuất hiện trong một cái chuỗi khác. Đấy, ý nghĩa là đơn giản như ví dụ chúng ta có chữ t hàm này chúng ta tìm cái chữ vl xuất hiện trong chuỗi A thì chữ vl này nó sẽ xuất hiện ở cái vị trí số 1. Tại sao lại vị trí số 1? Tại vì vị trí bắt đầu là số 0, chữ t đầu này là số 0, chữ v này là số 1, chữ l này là số 2, chữ t là số 3. Quay lại cái chuỗi mà có bốn ký tự thì nó sẽ có vị trí lớn nhất của nó là 3. Đấy, thì str post ở đây chúng ta sẽ có thử ra nha. Bây giờ str post tìm trong A cái chữ VL. Đấy. Đấy, bạn thấy như là cái chữ VL này nè nó xuất hiện từ vị trí số 1 trong cái chuỗi. Còn số chữ T này là từ vị trí số 0. Bạn hiểu là vị trí trong chuỗi là được tính từ 0 nha các bạn. Lúc nào cũng phải nhớ chuyện đó. Rồi trong trường hợp mà tìm không thấy thì sao? Tìm không thấy thì chúng ta sẽ coi coi nó trả về cái gì. Chúng ta tìm chữ AB trong đây coi. Chữ AB trong cái chuỗi A nó coi nó có cái gì. Tìm không thấy thì nó trả về rỗng nha các bạn. Đó, cơ bản là hiểu như vậy. Đó. Kết quả trả về sẽ là vị trí của chuỗi được tìm thấy hoặc rỗng. Nếu không tìm thấy, đơn giản như vậy thôi. Rồi, hàm tìm kiếm và thay thế. Hàm regroup nó chỉ chúng ta tìm kiếm thôi, là chúng ta xác định được là có tồn tại hay không. Còn ở đây là chúng ta tìm kiếm và thay thế luôn. Thay thế là ví dụ như đây chúng ta có cái chuỗi là tôi học BB tại viết tắt là thư viện lập trình. Bây giờ tôi muốn thay thế cái chữ thư viện lập trình này là thành cái chữ thư viện lập trình bình thường luôn. Đó. Rồi cái hàm cái cách sử dụng là cách là chúng ta là đưa ra cái từ khóa cần tìm. Rồi đưa cái từ cần thay thế và đây là cái đích cái sụt mà chúng ta tìm cái nguồn á. Ok, str replay. Bây giờ chúng ta chỉ là tôi đang học BB tại thư viện lập trình. Rồi. Hàm này sẽ là str relay. Rồi chuỗi chúng ta cần tìm là thư viện lập trình viết tắt. Chúng ta thay thế bằng chữ thư viện lập trình viết ra rồi cái sụt là A. Ok rồi giờ chúng ta F5 lại đấy như các bạn thấy là cái chuỗi gốc của nó là tôi học đang học BB tại thư viện lập trình và cái chuỗi dưới là cái chữ thư viện lập trình đã được thay thế bằng cái chữ thư viện lập trình viết ra luôn rồi. Rồi cuối cùng là hàm tách chuỗi, hàm substring. Đấy, substring. Rồi cái hàm tách chuỗi này là dùng để tách cái chuỗi con bên trong nguyên cái chuỗi lớn. Đó. Và thường nó có ba cái cách dùng như sau. Các bạn nhìn thấy là cái cách dùng đầy đủ của nó là đầu tiên là cái chuỗi nguồn và cái vị trí bắt đầu lấy và cái độ dài mà chúng ta lấy. Ở đây là chúng ta thấy là tại vị trí số 4 lấy 4 ký tự. Vậy là cái kết quả của cái sub cái A này nó sẽ chứa cái từ vị trí số 4 là 0 1 2 3 4 như là từ tại tại vị trí chữ V này, lấy 4 ký tự là nó sẽ lấy chữ viện. Là vậy là A này nó sẽ là của cái chữ viện. Còn B lấy hết
về sau từ vị trí số 9, có nghĩa là bắt đầu từ vị trí số 9 lấy hết cho tới khi hết cái chuỗi thôi. Thì vị trí số 9 đây là chữ L này nè các bạn. Đấy. Rồi, cái số 3 nó ngon, nó ngộ ngộ chỗ ở đây là nó có cái số âm. Thì hàm xuất trinh này cho phép sử dụng số âm. Số âm nó sẽ nó bám ngược từ cái cuối chuỗi trở về trước. Ở đây là trừ 5, có nghĩa là lấy 5 ký tự cuối cùng, ý nghĩa như vậy thôi, 5 ký tự cuối cùng các bạn. Trừ 5 có nghĩa là 5 ký tự cuối cùng thì nó tương ứng với chữ trình này. Bây giờ chúng ta code thử là chúng ta biết. À, để cho nhanh là tôi sẽ code y như bên kia luôn nha. Bây giờ chúng ta str. Rồi không phải. Sub str. Rồi. Chuỗi nguồn của chúng ta là chữ thư viện lập trình. Rồi chúng ta lấy từ vị trí số 4, lấy 4 ký tự. Đó, y như cái chúng ta ví dụ thôi. Rồi cái tiếp theo là B, lấy từ vị trí số 9 và không có chỉ định phía sau. Rồi cái thứ ba là C. C thì lấy 5 ký tự cuối. Y như vậy. Và chúng ta in ABC ra thôi. Rồi chúng ta xem kết quả ra sao. Cái hàm này nó bị vấn đề đối với Unicode nữa nha các bạn. Thấy. Thì từ từ cái vừa cái vấn đề Unicode thì tôi sẽ nói cái vụ vấn đề về Unicode sau. Các bạn thấy đây là chữ viện. Rồi là tôi lấy từ vị trí chính đi, nó lấy từ chữ viện cho đi nè. Đó, ở đây lập trình. À, chữ 5 ký tự cuối cùng 1 0 1 2 3 4 à, sẽ có 4 ký tự ta. 5 ký tự cuối cùng. Trừ 1 thì nó ở đây. Trừ 2, trừ 3, trừ 4, trừ 5 thì ở đây nó mới đúng. Tôi sẽ thử lại coi là trừ 1 có nó ra cái gì. Trừ 1 ra này. Còn nếu như là trừ 2, trừ 3, trừ 4. À, ở đây do có Unicode vào cho nên nó tính cái Unicode đó là một cái ký tự. Nói chung là chỗ này nó bị vấn đề liên quan tới Unicode rất là nhiều các bạn. Thì trong cái video trong những cái bài học tới tôi sẽ nói tới cái vấn đề liên quan tới xử lý trong cái chuỗi mà có Unicode này. Nó gây sai. Đấy, chỗ này đáng lý tính là một ký tự thôi nhưng mà nó lại tính là hai. Đó. Rồi. Thì trước tiên các bạn cứ học làm quen với cái số các cái hàm cái đã. Rồi. Như vậy là bài 4 nó chỉ gói gọn trong bao nhiêu cái nội dung đó thôi. Thì nội dung tiếp theo của các bài khác thì đó là bài dữ liệu liên quan tới số và các phép toán về số học. Mà trước khi nói về số và các phép toán về số học thì tôi sẽ dành cho chút thời gian ở đầu cái video tiếp theo á, tôi sẽ nói về các vấn đề xử lý liên quan tới cái chuỗi dữ liệu có dấu như là Unicode này kia đồ trong cái nội dung bài học này nó như thế nào. Và chúng ta ôn lại một tí là một số cái hàm định nghĩa sẵn về xử lý chuỗi của PHP mà chúng ta có thể sử dụng rất là phổ biến trong những cái bài học tiếp theo. Rồi, thứ nhất là cái hàm tách chuỗi trong chuỗi là hàm substring. Hàm thứ hai là hàm thay thế, tìm kiếm và thay thế chuỗi, hàm str replace. Hàm tìm kiếm chuỗi bên trong chuỗi, hàm str post. Rồi, hàm đảo ngược chuỗi là hàm str reverse, là hàm đếm chữ. À, cái hàm này hoạt động nó lại bị vấn đề liên quan tới lúc nãy tôi nghĩ là nó không có đếm sai các bạn ta, nhưng mà nó bị vấn đề liên quan tới với Unicode. Nó bị vấn đề với Unicode, tôi nghĩ là ở đây có 4 chữ nè, rồi chữ ư nè, 6 nè, 7. Nó cũng không đủ, nó cũng không đủ đủ. Để từ 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 tôi khi sau khi tôi khắc phục liên quan tới Unicode xem nó có ra kết quả đúng hay không nha. Rồi cuối cùng là cái hàm đếm số ký tự của chuỗi. Đấy, thì bấy nhiêu hàm đó là đủ để chúng ta làm được rất là nhiều việc trong cái vấn đề lập trình của chúng ta rồi. Như vậy là nội dung bài học số 4 tới đây thôi. Cảm ơn tất cả các bạn nha. Và hẹn gặp các bạn trong những cái video tiếp theo.